的世上有那么多人等你找，为什么却偏偏要闯入我的小岛？明知道我不是喊你来关照，看来你根本不懂什么叫不需要。可生活如同多米诺骨牌般计较，你的来到让一切都改变掉。你觉得谈个恋爱有够麻烦，计较怎样才好不知道。求求我拜托，我不知所措，却又觉得不错。你为什么放我闯进我生活，什么都不肯说。谁求求我拜托，我不知所措，却又觉得不错。你怎么要放我闯进我生活，tập 18. Ba em trước giờ vốn chỉ đã coi thường anh rồi. Đương nhiên, chúng ta là con cháu thì chúng ta phải tôn trọng và yêu thương ba. Nhưng mà vai con vai cháu thì cũng có tự tôn với giới hạn chứ, đúng không? Không lẽ em bảo anh về cái anh về liền hả? Không lẽ cứ gọi dạ bảo vân nghe lời trăm đáp vậy sao? Ai bảo ba coi thường anh hả? Đúng là ba có chút thành kiến với anh, nhưng mấy đó cũng bình thường thôi mà. Quan điểm thì thay đổi được mấy hồi, chỉ cần người ta muốn là được chứ gì. Lý thuyết nó là vậy, nhưng ba em vốn quý đối lập với anh rồi. Đây là một phần tính cách người ta đó, em hiểu không hả? Anh quý gì vậy? Nói thế này nha, ý là ba em trước mặt em với trước mặt của anh đối xử hoàn toàn khác nhau đó, không giống gì hết, hiểu chưa? Hiểu. Anh ghim ba rồi đúng không? Ba em anh cũng ghim thù như vậy được hả? Làm gì nói đến vậy hả? Chẳng qua anh biết người biết ta thôi, giữ khoảng cách cũng chỉ là để bớt gây thị phi và giữ mối quan hệ hòa hợp của chúng ta thôi. Bộ anh tính cả đời không gặp ba hay gì hả? Anh có nói vậy đâu. Là sao nữa? Anh trễ. Dạ, em nghe đi. Được. Nhưng mà em cũng không rõ về nhà cửa lắm nha. Không ấy, anh đi chung với em đi, tư vấn giúp em luôn. Cuối tuần, được không ạ? Được, vậy nha. Á á, về rồi đó hả? Ba, nè, thay dép đi. Phương gia đâu? À, hôm nay ảnh tăng ca à? Tăng ca xong có qua không? Chuyện này ba, hôm nay anh ấy chắc không tới đâu. Ăn cơm tối xong con cũng phải về nữa. Không sao, vào ngồi đi, ba nấu gì ngon cho con nhé. Về rồi hả? Em vừa qua gặp ba có đúng không? Sao thấy em khó chịu như vậy chứ? Dọn dẹp đồ đi. Dọn đồ hả? Mai đi, tự nhiên nữa đem dọn đồ chứ. Em nói ăn dọn thì cứ dọn đi. Ngày phải đem cái gì hả? Dọn đồ xong quay về nhà ba, trả cái phòng này lại cho người ta. Đợi á á, em tự quyết định được thông báo vậy đó hả? Cái gì mà tự quyết báo sau hả? Bộ em chưa nói với anh hả? Em nói với anh rồi sao? Anh đã đồng ý chưa? Không phải chuyện nhỏ đâu. Mẹ em không bàn bạc cho đàng hoàng với anh hả? Không lẽ phong thủy cái phòng này không tốt? Từ hồi chuyển vào đây, cái thấy em... Em nói chuyện có lý lẽ với anh chút được không? Không nói lý lẽ gì chứ? Cái gì cần nói em đã nói hết được còn gì? Còn mấy cái không cần thiết thì nói làm gì? Anh coi bây giờ ai mới là người không nói lý lẽ? Chuyển về nhà em thì có gì không tốt? Được, nếu muốn thì em chuyển đi, anh không đi. Nếu mà em ép anh thì anh ra nhà tắm mà ngủ. Được, anh muốn ra nhà tắm chứ gì? Đúng đó, rồi anh đi liền đi, đi đi. Giờ làm luôn đi, ra ngoài. Đừng mà, giờ đi liền ra nhà tắm đi. Ai vậy? Chàm ràm cái gì?
không biết ăn đói hả? Xin lỗi mà. Mai con tôi còn phải chạy đi học đó sao hả? Của con bà được ồn hả? Nhỏ tiếng cái đi ồn hàng xóm rồi kìa. Em làm phiền ai hả? Em nói trong nhà mình thì phiền đến ai chứ? Anh coi cái phòng cách nát này đi. Cả nói chuyện cũng không được lớn tiếng. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Đi vệ sinh cũng phải xếp hàng. Tắm một cái cũng có người gõ cửa hú. Hay muốn người ta động vào em thôi. Còn em làm gì họ thì cũng không được hả? Được rồi mà. Làm gì vậy hả? Đừng có đụng vào em. Ngồi xuống đi mà. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, cuộc gọi đã chuyển sang chế độ ghi âm, vui lòng để lại tin nhắn thoại. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, cuộc gọi đã chuyển sang chế độ ghi âm, vui lòng để lại tin nhắn thoại. Alo, ai đấy? Ai gọi cho Đông Đông đấy? Xin chào, tôi bên công ty môi giới nhà đất. Xin hỏi bên anh có tài sản nhà rỗi, có ý định bán hoặc là cho thuê hay không? Bị điên à, nửa đêm nữa không? Alo, ai đấy? Là tôi. Ai? Cuối cùng cũng gọi được cô rồi. Là ai vậy? Bên này ồn quá, tôi không nghe rõ. Ai đó? Alo, gọi sai số rồi. Bên kia đồi núi, bên kia biển hồ, có một đám xì trùm xanh nhỏ, vừa lanh lợi vừa thông minh. Vợ à, bình thường em có phải là người hỗn láo như vậy đâu. Em nói có đúng không? Em nghĩ coi, tốt xấu gì thì anh cũng là chồng em. Dù gì cũng là người thuộc cung Thiên Bình. Mặc dù thuộc kiểu người phản năng, nhưng mà anh cũng có giới hạn chứ. Em đặt mình vào vị trí của anh mà xem. Anh theo em về nhà ba như vậy, không phải là đi ngược lại với tiêu chuẩn của anh sao? Anh cũng là đàn ông mà cũng là người biết thể diện chứ. Em bảo anh đối diện với ba em thế nào hả? Hơn nữa, nếu như em thật sự một mình quay về đó, thì ba em cười vào mặt của em đấy. Vậy nên là chúng ta thôi bỏ qua chuyện này đi ha. Không được. Em nói cho anh biết, chuyện này không cần bàn thêm nữa. Muốn hay không gì anh cũng phải chuyển cả. Cho anh dường nhất là 3 ngày suy nghĩ. Anh nghĩ kỹ xem, anh cần thể diện hay là cần em. Sô-cô-la đâu rồi? Ăn rồi. Alo, là tôi đây. Bên tạp chí à? Sao cô biết tôi có tài? Là anh đới đúng không? Dạ, là tôi. Chào anh, chào anh, rất vui được gặp anh. Mời ngồi. Nghe nói hôm nay bên cô có chụp hình nữa. Tôi mặc như này không biết có phù hợp không? Anh cái sáu khóa rồi, mau ngồi đi đã. Nghe nói anh là nhà thiết kế đồ chơi có đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi rất có hứng thú với đồ chơi anh làm. Cảm ơn cô nhé. Xin hỏi làm sao cô biết được tôi vậy? Thật ra chúng tôi đã có những nghiên cứu nhất định về thị trường này rồi. Mong anh không để ý quá nha. À không sao đâu. Được rồi, bắt đầu thôi. Giám đốc Tạ, hồ sơ đấu thầu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cô xem rồi chơi kiến giúp tôi nhé. Được được, lát tôi đưa anh đới xem. Anh ấy đâu rồi? Đi nhận phỏng vấn rồi. Đúng rồi, tôi quên mất. Cô biết à? Không phải là cho cô giới thiệu đó chứ. Phóng viên đó là bạn của tôi. Tôi chỉ thuận miệng nhắc tới thôi. Tôi biết ngay mà, làm gì có tạp chí nào hào phóng vậy. Không có quen biết thì ai người ta phỏng vấn cho. Anh Trẻ.
Alo, anh rể hả? Không sao, vậy anh làm đi, em tự đi cũng được. Sao vậy giám đốc? Cô có quen nhà thiết kế nào không? Có chứ, anh Đới đó. Không phải, không phải là thiết kế đồ chơi, ý tôi là thiết kế bên kiến trúc ấy. Kiến trúc à? Thế thì tôi không biết rồi. Sao vậy? Không có gì, tôi đang muốn đi xem nhà thôi, cần tìm một người hiểu lĩnh vực này để tư vấn chút. Cô định mua nhà? Mua ở đâu vậy? Căn hộ Phú Ô. Hôm nay tôi muốn đi xem trước, cũng mới có ý định vậy ấy mà. Tôi cảm thấy không gian riêng rất quan trọng. Tại tôi cũng không muốn ngày nào cũng ở nhà nghe mẹ cam ràm. Không sai, phụ nữ thì phải sống tự lập, trước hết phải tự có nhà cửa. Giờ tôi vẫn còn nhớ cái hồi mới ly hôn, đến cả chỗ trú thân cũng không có, thảm dễ sợ. Vậy nên mới nói thà ở một mình còn hơn lao vào hôn nhân không phù hợp. Tôi cũng cảm thấy vậy. Nếu như mà mẹ tôi cũng giác ngộ được vậy thì tốt biết bao nhiêu. Không nói thế được, góc nhìn của ba mẹ phải khác chứ. Ba mẹ nào không vậy? Anh Đới, này có chuyện gì vậy hả? Gì mà mặc đồ vest ghê vậy? Đẹp không? Anh Đới, bộ này đẹp lắm đó. Bình thường mà mặc nguyên bộ này không có thoải mái. Mà chịu thôi, hôm nay có bên tạp chí mời tôi phỏng vấn. Anh Đới à, tạp chí gì vậy anh? Tạp chí cao cấp đó nha. Không có bán ở bên ngoài đâu. Là kiểu để trên khoang hàng sang của máy bay á. Mấy cậu đi hàng thiên gia chưa? Tạp chí này để ở đó đó. Chủ yếu là nói về mấy thiết kế sáng tạo đồ. Mấy cậu xem thử tìm hiểu coi. Mà kỳ này chưa có bài về tôi đâu. Ý tôi đang nói chung chung về tạp chí thôi. À, tạp chí này tôi thấy rồi, hàng đầu đấy. Thường chỉ lên mấy bài về mấy thiết kế thịnh hành nhất Âu Mỹ thôi. Anh Đới, họ phỏng vấn anh gì vậy? Cũng không có gì. Bọn họ thích tác phẩm của tôi ấy mà. Cảm thấy có phong cách quốc tế đó mà. Đừng nói nha. Khẳng định năng lực của tôi đó. Vỗ tay kiến thiết, chúc mừng anh nha. Là vàng thì sẽ phát sáng thôi. Anh Đới, vô đây đi. Mặc vest nữa chứ, mới phỏng vấn đã đắc ý vậy đó hả? Đắc ý gì đâu, bộ không đẹp à? Mặc cho lịch sự chút thôi, dù sao cũng đại diện hình ảnh công ty mà. Có anh thì hình ảnh công ty tốt gì nổi. Nói kiểu gì vậy? Ủa, sao giám đốc Tài lại ở đây? Tôi làm xong hồ sơ đấu thầu nên mang qua cho hai người xem. Đúng vậy, anh xem đi. Hồ sơ đấu thầu công ty tôi không cần xem đâu. Ý kiến của tôi ý à? Đưa ý kiến của tôi làm gì? Có ý kiến cũng có tác dụng gì đâu. Bây giờ trong công ty tôi cũng hết thời rồi. Tài năng mai một, không có đất dùng. Nói cái gì vậy chứ? Chẳng qua chỉ là phỏng vấn thôi mà. Có đáng đắc ý thứ vậy không hả? Đắc ý gì đâu. Tình hình như này, hai người nói chuyện đi. Tôi đi đã. Chờ đã. Ngày mai anh có bận gì không? Mai rảnh. Vậy tốt quá. Mai anh đi coi nhà với giám đốc Tạ đi. Tôi đi coi nhà với cô ấy làm gì? Giám đốc Tạ đang tính mua nhà. Anh giúp cô ấy tư vấn coi. Cô ấy định mua nhà hả? Cô bảo tôi tư vấn hả? Mắc gì? Anh không phải là nhà thiết kế lớn sao? Ngày mai tôi giúp. Ngày mai. Mai tôi. Không cần đâu. Giờ nhà thiết kế Đới bận rộn đến vậy. Dù mai không bận gì thì cũng phải ở bên bạn gái chứ. Tôi tự đi được. Không sao. Cảm ơn. Giám đốc Tạ, đợi đã. Anh lại có bạn gái rồi à? Lại cái gì hả? Giỡn thôi mà. Sao mà tự nhiên cô ấy lại mua nhà? Người ta muốn ở riêng chỉ có không gian riêng tư thôi. Vậy tại sao cô ấy muốn tôi đi coi nhà chung vậy? Không phải anh làm thiết kế sao? Nhưng tôi thiết kế đồ chơi, chứ có phải là thiết kế nhà cửa đồ đâu. Thì cũng tương đồng thôi. Không phải nhà anh bài trí cũng đẹp lắm sao? Anh đi với cô ấy cho ý kiến, ý tưởng gì đó. Là được rồi bà. Tôi cho cô ấy ý kiến và ý tưởng hả? Đúng vậy. Mắc gì vậy? Gì mà mắc gì nữa? Đừng có cứ đối xử với người ta vậy chứ. Cô ấy đối xử với anh cũng tốt mà. Phỏng vấn cũng là do cô ấy giới thiệu đó. Cô ấy giới thiệu phỏng vấn cho tôi hả? Đúng vậy. Sao vậy? Làm gì mà lắm thắc mắc vậy? Mang rảnh thì đi chung với cô ấy đi. Tư vấn một chút. Đối xử tốt với cô ấy một chút đi mà. Có qua có lại. Đúng chưa? Mua nhà ở đâu vậy? Căn hộ Phú Ô. Đi thì cũng được thôi. Nhưng mà mắc gì tôi phải đi?
Đới Cốc Thuận, anh tới làm gì vậy? Để coi nhà với cô, còn gì nữa? Không phải là cô nói cần người tư vấn sao? Có cần anh đâu. Là từ tôi muốn đi cùng cô, được chưa? Vậy hả? Rảnh vậy sao? Không cần ở bên bạn gái sao? Tôi thấy thỉnh thoảng đi với cấp trên còn quan trọng hơn đi với bạn gái nữa. Hai người vẫn tốt đẹp chứ? Chúng tôi, thật ra chúng tôi chẳng có gì cả. Chẳng có gì. Đúng, thật sự không có gì. Tôi đang hỏi về Á Á mà. Á Á, anh tưởng nói ai vậy? Á Á. À, Á Á, con bé hả? Á Á, Á Á chuyển đi rồi. Nói với Phương gia thuê cái nhà sập xệ ở. Giờ nhà còn có mỗi mình tôi thôi. Xem ra anh bị bỏ rơi rồi. Nói kiểu gì vậy? Giờ anh đây tự do hơn thì có. Mua nhà đây hả? Hai vị định xem kiểu nhà thế nào ạ? Tuổi của mình nếu mà mua nhà thì nên mua ở tầng 1 thôi. Bên cô có căn hộ mẫu không? Có ạ. Mời hai vị đi hướng này. Hướng này ạ. Phải tiểu nặc kia không? Đúng đó rồi. Người đàn ông bên cạnh nó là ai vậy? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là bạn trai nó rồi. Gì mà bạn trai chứ? Nhìn thấy cũng lớn tuổi rồi đó. Ông thì hiểu gì? Qua chào hỏi cái đi. Nói gì vậy? Đi, qua bên kia xem. Thì qua chào một tiếng có làm sao? Mời anh chị sang đây. Này thì cần tôi tư vấn gì chứ? Đẹp thế này rồi còn gì? Vốn chỉ có gọi anh tới đâu. Căn hộ kiểu bàn cờ này rất phù hợp cho các cặp đôi ở, rất riêng tư. Hơn nữa cách âm cũng rất tốt. Nhà của chúng tôi dùng những vật liệu xây dựng tốt nhất, bao gồm cả hệ thống điện nước. Anh chị có thể cân nhắc để mua. Có chương trình giảm giá không? Có, nếu trả hết trong một lần thì có thể giảm 3% ạ. Căn hộ hướng nam đúng không? Vâng, chị nói đúng rồi ạ. Ánh sáng rất tốt. Sau này có thể đặt giường em bé được đó. Hướng này vừa đẹp, đón được ánh nắng. Nếu như em bé nằm đây thì sẽ rất thoải mái. Anh chị tính khi nào có em bé vậy ạ? Sinh em bé hả? Nhà này có cho vay mua không? Được luôn ạ. Nhưng cần anh chị cung cấp một vài giấy tờ nhé. Ví dụ như giấy tờ chứng minh tài sản của hai vợ chồng. Cô hiểu lầm rồi. Đúng vậy. À, anh chị còn chưa kết hôn hả? Đúng đúng, vẫn chưa. À không, không phải là chưa. Ý tôi là, được rồi, chúng ta sang căn khác xem đi. Được ạ, mời đi hướng này. Không ngờ, tiểu nặc cũng có bạn trai luôn đó. Không phải bà luôn mong vậy sao? Đúng vậy, chỉ cần tiểu nặc có chồng thì sau này Quốc Khánh và Tiểu Mỹ sẽ không bị thiệt thòi trong việc chia tài sản rồi. Thôi đi, đừng có lo mấy việc này nữa. Những người đang yêu đều khác khác ha. Yêu đương cái gì chứ? Phản ứng này của cậu, cái gì cũng không đúng nữa. Được rồi, được rồi. Cậu với tiểu nặc tiến triển thế nào rồi? Không rõ, không rõ. Dù sao thì cứ cảm thấy kỳ kỳ. Rốt cuộc trong lòng cô ấy đang nghĩ gì nhỉ? Tôi đoán không ra. Đợt trước cô ấy giới thiệu tôi phỏng vấn với một bên tạp chí lớn lắm. Chuyện tốt mà. Hôm nay lại đưa tôi đi xem nhà cô ấy định mua. Ý là gì đây? Chắc là muốn kết hôn. Còn nói muốn phòng của em bé ở chỗ nào?
chắc là Quế thuận miệng. Nói vậy thôi, đừng có nghĩ nhiều quá. Hay là Quế đang muốn dò ý gì cậu nhỉ? Tôi cảm thấy hay là cậu chủ động chút đi. Chủ động gì? Thấy chưa, sợ rồi chứ gì. Không phải sợ, mà là không chắc chắn. Vậy suốt cuộc cậu có thích Quế không? Thích? Không phải. Không thích? Cũng không phải. Có điện thoại. Giật cả mình. Alo, gì vậy? Tôi sang đó đi. Sao thế? Đáp lại gọi điện báo. Trên báo nói là chỗ khu nhà trọ Á ở bị cháy rồi. Cháy rồi hả? Đi mau lên đi. Cho tôi qua chút. Không được vào. Con gái tôi đang ở trong đó. Con bé nhỏ ở đây đó. Không phải. Ơi. Ba. Ba ơi. Con sợ quá. Không sao, không sao đâu. Không sao được con. Đừng khóc nữa. Không sao, không sao. Mọi chuyện ổn rồi, có ba ở đây, ba đi rồi. Về nhà thôi, đi thôi nào, về nhà với ba. Từ từ thôi, về nhà thôi. Đi thôi, nhanh lên Phương Gia. Bị dọa ngốc luôn rồi, không sao ha. Sao lại cháy nhà luôn vậy? Tại sao hả? Đường dây điện cũ quá rồi. Cũ quá thì sửa đi chứ. Đàn ông trong nhà mà không biết làm à? Cả ngày cứ cắm đầu chơi game. Chơi cả đêm luôn. Máy tính thì cắm cả đống dây điện. Nó không nóng quá rồi thì làm gì có chuyện cháy hả? Là đường dây điện trong khu cũ quá. Mắc gì giờ thành trách tại con rồi. Sao không trách con được hả? Đường dây điện của khu cũ, tại sao còn muốn ở khu đó nữa? Sao không thuê căn nào chỗ ở tốt hơn một chút đi? Không phải là con giỏi lắm à? Không phải con biết kiếm tiền sao? Ba đã cưỡi cấm con cái ba cho con, và con chăm sóc nó vậy đó hả? Ba à, đừng có gọi là ba nữa. Lúc này rồi, không gọi ba thì gọi là gì hả? Được rồi, thôi đi mà. Đợi ba. Sau này có phải bọn con sẽ ngủ ở đây không? Đúng vậy. Đúng đúng. Nào Phương Gia, ăn chút gì đi. Ăn rồi mau đi ngủ đi. Con không ăn đâu. Con đi ngủ trước đây. Hai người từng có cảm giác muốn chết không? Được rồi, anh ăn chút mì đi. Được rồi, tôi đói rồi, ăn nào. Ủa sao nó có hai bát vậy? Tôi không ăn. Quế không ăn thì tôi một bát, còn một bát. Tôi đói rồi, nhanh ăn thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Chào ba, buổi sáng. Nhiều đồ ăn ngon vậy. Sửa tay đã nào. Vẫn là ba thương con nhất. Lâu lắm rồi con không được ăn sáng đó. Mau, đi đánh răng đi. Con đi đánh răng ngay đi. Vương Gia đâu? Đang ngủ à? Ngủ cũng ngon quá ha. Cũng ổn mà. Con đi đánh răng đã. Dậy đi.
吃吧，安迪。Ăn xong nhà mình họp cái. Nội dung họp chủ yếu là bà có ba điều kiện đối với các con. Thứ nhất, từ ngày mai con phải dậy cùng lúc với ba. Ba, dậy sớm làm gì vậy hả? Nấu cơm sáng. Cơm sáng không phải đã nấu cả rồi sao ba? Ba nấu cho con cả đời hả? Ba chết rồi ai nấu? Ba, nói cái gì vậy? Ba mà chết rồi thì con định cho con gái của ba dành ăn sáng cả đời hả? Điều thứ hai, ba, điều kiện thứ ba rồi. Ba còn chưa nói điều thứ hai mà. Lẽ ba nói điều thứ hai rồi, tiếp theo phải là thứ ba chứ. Ba nói điều thứ ba rồi hả? Chưa. Điều thứ ba, ngày mai nhuộm lại tóc màu như ba ngày. Không nhuộm nữa, đem con ra ngoài, cái đầu vàng khen như thằng cho cho vậy, hùa chết người ta đó. Điều thứ tư, con tìm một công việc đàng hoàng làm đi, được không hả? Bà có thể giúp con xem xét, nhưng bản thân của con cũng phải có quyết tâm đi làm mới được. Dạ, được rồi. Ba, giờ con cũng đang làm việc rất đàng hoàng mà. Ý con là chuyện ngủ của con hả? Từ lúc nào mà con quen cái kiểu này vậy hả? Đêm thì không ngủ, sáng thì không dậy, ngày đêm lẫn lộn, ba mẹ con không nhắc nhở con à? Giờ này sức khỏe sẽ... Con không ăn nữa đâu. Đi đâu vậy? Anh đi làm việc đàng hoàng, đi phấn đấu. Ba, thật ra Phương Gia cũng đáng thương lắm đó. Nhỏ đến lớn, ba mẹ của anh ấy đã không lo cho anh ấy rồi. Vậy nên ba đừng có nhắc mấy việc này nữa. Vậy nên ba mới phải lo đó. Mà công việc của con sao rồi? Dự án đấu thầu làm tới đâu rồi hả? Cũng hòm hòm rồi ba. Dạo này tài tiểu nào? Không có gì chứ. Chứ phải có chuyện gì? Không có gì. Ý bà là mấy ngày này cô ta có hàng khác với con. Về chuyện công việc này không mấy bằng. Không đâu. Cô ấy nói với con là cô ấy rất coi trọng dự án đấu thầu này. Tiêu rồi. Bản đấu thầu đó của con để ở bên chỗ nhà thuê, bị cháy hết rồi còn đâu. Con khoan hẳn dội, để bên đó cũng chưa chắc bị cháy hết đâu. Chúng ta sang đó coi thử trước đã. Chắc chắn là cháy rụi rồi. Con để nó ngay trên bàn máy tính bạn. Bàn máy tính bị cháy đầu tiên luôn đó. Chắc chắn là mất rồi. Làm sao đi trời. Giám đốc nào rất tin tưởng con mà. Con làm hỏng bét hết rồi. Đừng số ruột bà. Dù gì thì bây giờ nó cũng cháy rồi. Con lo cũng vậy thôi. Để đó bà tìm cách coi. Lát nữa ba đến công ty với con để giải thích với cô ấy được chưa? Bà nói với cô ấy cũng có gì đâu. Quan hệ giữa hai người tệ vậy cơ mà. Bộ tệ vậy sao? Ủa bà không thấy hả? Mấy giờ rồi? Sao mà á á còn chưa tới nữa? Chắc sắp rồi đó, chị đừng có lo. Không lo mà được sao? Ngày mai đấu thầu rồi. Các sếp trên còn đang chờ coi phương án đó. Chắc là đang kẹt xe hay gì đó. Xin lỗi, xin lỗi à? Có chuyện gì vậy hả? Mấy giờ rồi không biết là mọi người đang đợi hả? Xin lỗi nha. Sao anh lại đến đây? Tôi phải đến mới được. Cô ra ngoài trước đi. Hôm qua chỗ nhà con bé thuê bị cháy. Cháy hả? Cô không bị sao chứ? Không sao ạ. Có điều người thì không sao, còn bản dự án thì mất rồi, bị cháy cả. Bản dự phòng đâu? Không sao ra. Đúng rồi, bản dự phòng đâu? Bản mềm còn lưu trong máy không? Con quên rồi. Giám đốc à, em xin lỗi chị, là giam không tốt. Bà đến có ích gì đâu chứ. Ra ngoài cả đi. Cô ra ngoài trước đi đã. Để tôi yên tĩnh một chút. Không ra. Tôi có thể giúp cô. Quốc Khánh. Quốc Khánh.
Tiền Hương, chào cậu Tiền Hương. Cậu lên đây có việc gì hả? Tôi công tác ở trường cậu đó. Không ngờ lên khá là gặp cậu luôn. Trùng hợp quá. Giới thiệu với em nha. Đây là vợ của tôi, là Tiểu Mỹ. Còn đây là Tiền Hương, bạn học mà anh vẫn hay kể với em đó. Chào chị, chào cậu. Tôi cũng hay nghe Quốc Khánh kể về cậu lắm. Đúng rồi, giờ này cậu sao rồi hả? Làm giáo sư rồi ha? Phó giáo sư tôi. Được quá rồi. Trong lớp mình còn trẻ vậy mà làm được giáo sư chỉ có mình cậu thôi đó nha. Gì đâu mà, mình nói mình chỉ là phó giáo sư thôi mà. Lớp anh rất nhiều bạn và đã thành ông chủ lớn cả rồi đó. Ông chủ lớn thì sao hả? Có ai có địa vị được như giáo sư đại học cậu đâu chứ. Đúng không nào? Đám thanh niên chúng tôi ngày xưa giờ ai cũng thành gia lập nghiệp cả rồi. Đúng rồi Quốc Khánh. Con cậu vào tiểu học chưa? À, chúng tôi vẫn chưa có con đâu. Nửa năm trước cũng từng có, nhưng mà không có giữ được. Vậy hai người lo, tranh thủ chăm sóc sức khỏe, rồi lại có một bé nha. Dù thế nào đi nữa thì con cái cũng là cần thiết trong đời mà. Hai đứa thì xa xỉ, như nhà chúng tôi là bị ép có luôn đó. Đúng là nhán lắm luôn. Thế cậu là sao hả? Cậu có hai đứa rồi hả? Hai đứa được thì tốt quá. Đẻ ba luôn đó. Một trai hai gái. Ba đứa luôn, đúng đó. Tiền Hương à, lâu lắm mới gặp được nhau. Tôi với cậu đừng có đứng đây nói chuyện nữa. Đi kiếm chỗ nào ngon, tôi mời cậu một bữa rồi cùng tám chuyện nha. Không vấn đề, phải xem một bữa mới được. Chứ tôi không đi đâu. Hai người lâu ngày gặp nhau, nói chuyện cho thoải mái nha. Chị đi cho vui chứ. Tôi không đi đâu, ở nhà còn có việc nữa. Hai người chơi vui nha. Được rồi, đi đây. Vậy chào chị nhé, tạm biệt. Đi nào, được. Sắp xong rồi, hình làm rồi. Chắc là trước khi trời sáng. Làm xong đó, vất vả cho anh rồi. Anh nghỉ chút đi đã. Khách sáo quá. Đây là trách nhiệm của tôi mà. Mệt không hả? Ba làm xong rồi hả? Làm xong rồi. Mệt rồi thì nghỉ chút đi. Đó không? Có muốn ăn gì không? Được ạ. Gần đây có quán miếng chua cay, hình như là bán xuyên đêm đó. Yến Tử, con ăn không? Cháu không ăn đâu ạ. Đang giảm cân chú ơi. Hơn nữa ăn cay còn bị bú nữa. Giảm cân gì nữa? Da bột xương cả rồi kìa. Tiểu Lý, cảm ơn chú. Cháu cũng không ăn đâu. Cháu cũng đang giảm cân đó. Béo là không thể đuổi Amy được đâu. Ốm lại cũng vậy thôi à. Vậy nha, cả hai đều không ăn nha. Vợ ơi. Vợ. Anh không sao. Em không ngủ. Đợi anh hả? Em ngủ không được. Anh uống ít thôi chứ. Đâu, anh có uống nhiều đâu. Chị uống cả chút thôi. Không có gì thật mà. Lão Tiền. Vợ à. Chuyện là Quốc Khánh, chắc trong lòng của anh không yên đúng không? Cái gì không yên? Thì người ta có ba con rồi, anh thì một đứa cũng không có. Sao lại thế được? Nói cho em nghe, từ hồi nhà cậu ấy sinh ba đứa xong là toàn bộ tinh lực của cậu ấy đổ hết vào đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng lại chẳng liên quan gì đến mấy đứa nhỏ nhà cậu ấy cả. Người thời này đều khó quá mà. Đúng. Đúng. Em nói đúng. À đúng rồi. Có bí mật này kể em nghe nha. Đừng nói ai hết nhé. Cái cậu này với vợ cậu ấy lúc mới kết hôn cũng mãi không mang thai được. Sau đó em biết sao không?
họ đã tìm được một thầy thuốc dưới quê. Trùng hợp là bác sĩ này do ba mẹ anh giới thiệu cho đó. Chữa xong là có thai ngay luôn. Mấy thầy lang băm đó thì có ích gì? Em thấy cứ nên tới bệnh viện chính quy vẫn hơn. Vợ à, anh đâu có ý gì đâu. Em giận rồi hả? Vợ à, chồng không có ý gì đâu, thật đó. Em còn không hiểu anh sao? Em mà không chặn anh lại thì kiểu gì anh cũng nói. Vợ ơi, em cũng thử xem đi cho coi. Em không làm đâu. Không. Làm gì có chuyện đó. Anh vốn cũng đâu muốn có con đâu. Mệt chết đi được ấy. Chú về rồi à? Ừ. Ba, ăn đã. Ăn rồi làm sao? Cảm ơn ba. Ăn miếng chua cay nha. Cảm ơn. Anh ăn trước đi. Không mất đến 10 phút đâu. Sophia à, ba cậu đối với sếp tốt ha. Tụi tôi thấy ba cô với giám đốc Tạ hình như là có chút gì đó đó. Xin mấy người đó đừng có nói bậy. Ba tôi là người tốt đó. Hai người đừng có mà trù ẻo ổng. Cấp trên trở thành mẹ kế. Tốt mà trời. Tốt con khỉ. Tốt thì cho cậu đó. Thiếu nhiều không? Nhanh thôi. Để xem hết cái này đã. Anh thấy kế hoạch này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì lớn. Chỉ vài cái vụn vặt thôi. Lúc làm hình ảnh tôi đã sửa cả rồi. Phiền anh rồi. Anh đi đã được không? Thật ra cô cũng không cần cố nhiều như vậy. Công việc rất quan trọng với tôi. Quan trọng thì quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Tôi cảm thấy lúc cô không trong trạng thái làm việc mới thật là giống một người phụ nữ đó. Nói đùa thôi. Đùa thôi. Chọc cho cô vui thôi mà. Đừng giận nha. Ăn cơm mà giận lên là dễ đau dạ dày đó. Đau thật rồi à? Không sao chứ? Không sao. Uống thuốc là được. Để tôi lấy nước cho. Phòng cấp cứu. Ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Tôi, là tôi. Bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng, bị đau dạ dày cấp tính, nhưng vẫn cần phải giữ lại theo dõi thêm một đêm. Bây giờ mọi người vào thăm được rồi. Cảm ơn bác sĩ nhé. Không có gì. Ba, vậy bản kế hoạch bây giờ phải làm sao đây? Đúng đó, làm tiếp không hả chú? Mấy giờ rồi chứ? Không kịp rồi. Trời sắp sáng rồi. Thôi bỏ đi, mọi người về đi. Về mà nghỉ ngơi sớm. Vậy được không? Mai cô ấy lo rồi sao ba? Lo cái gì? Bây giờ cô ấy như vậy rồi. Cho dù có làm xong thì ngày mai cũng đâu có mang sang kia được. Mấy đứa về nhà mau ngủ đi. Ba trực ở đây cho. Không sao đâu. Đi mau lên. Dạ, bọn con về nhà nha. Ổn hơn chút chứ? Thật ngại quá. Không biết dạ dày cô đâu, lại mua miếng chua cay cho cô ăn. Không sao. Bệnh phật thôi. Tôi quen rồi. Bệnh phật gì chứ? Bác sĩ nói rồi, dạ dày cô nghiêm trọng lắm đó. Phải lo mà chăm sóc cho tốt vào. Mấy giờ rồi? 5 giờ. Đi thôi. Về công ty. Làm gì? Về công ty. Về công ty gì chứ? Còn chưa làm xong việc mà. Có chưa xong cũng không được về. Đừng nói là bản kế hoạch. Có quan trọng hơn cũng vậy thôi. Sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất. Đừng có lo việc nữa được không? Không được. Chuyện triển lãm lần trước đã làm tôi rất khó xử với công ty rồi. Lần này không được sai nữa. Không được sai gì chứ? Nằm xuống. Cấm trục trịch. Kế hoạch làm xong thì sao hả? Cô mất mối làm ăn thì cũng có sao đâu. Có ai chết không hả? Còn dạ dày cô mà cứ để vậy hoài là chết người thật đó.
Biết chưa hả? Để yên một chút có được không? Hơn nữa muốn gì thì cũng phải chờ truyền nước cho xong đã chứ. Ngủ chút đi. Nghe lời nha. Tiểu Nặc đang ngủ. Ai vậy ạ? Tôi là mẹ nó. Cậu là ai hả? Nó ngủ ở đâu thế? Ai vậy? Mẹ cô đó. Alo, mẹ. Tiểu Nặc, con đang ở đâu đó? Ở với ai vậy hả? Đêm hôm qua con đi đâu vậy hả? Con đang ở công ty mà. Hôm qua con tăng ca. Tăng ca? Mẹ à, tối con về rồi nói. Giờ đang bận lắm. Người đàn ông vừa bắt máy là ai vậy hả? Con đang bận lắm mẹ à. Tắt máy đã nha. Mất gì anh bắt máy vậy? Tôi sợ cô bị đánh thức mà. Đâu có biết là mẹ cô đâu. Mấy giờ rồi? 11 giờ rồi. Sao vậy? Sao không gọi tôi hả? Thì tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không gọi tôi. Làm gì vậy? Về công ty. Về công ty gì chứ? Anh biết anh làm trễ nải bao nhiêu việc không hả? Trễ nải gì nữa? Không phải. Làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Cùng công việc à? Có xíu chuyện trách đó làm gì căng vậy? Cô không muốn sống nữa sao? Cô tệ với bản thân mình lắm biết không? Tôi không cần anh lo. Tôi cứ thích lo đó. Cô kỳ cục lắm đó. Không biết tốt xấu gì hết. Tôi làm gì mà không biết tốt xấu? Lúc nãy sao anh không gọi tôi dậy? Anh biết chuyện này quan trọng thế nào với tôi không hả? Quan trọng có bằng sức khỏe cô không? Tôi không gọi cô là vì muốn để cô ngủ thêm một chút nữa cho mau hồi phục. Tôi nói anh không hiểu. Cô đứng lại. Cô làm gì mà căng thẳng vậy? Tại sao phải lo quá như vậy chứ? Cô nhìn lại bộ dạng của mình đi. Cô là phụ nữ mà. Phụ nữ đâu chỉ có mỗi lo công việc. Cô tưởng cô để tóc ngắn là trở thành đàn ông luôn rồi sao? Sao cô không thả lỏng bản thân một chút? Thả lỏng ra mà sống chứ. Tôi không cần anh chỉ bảo. Tôi biết tôi là phụ nữ. Tôi cũng muốn thả lỏng. Nhưng mà tôi không thả lỏng được đấy. Tôi mà thả lỏng là sẽ bị đào thải ngay em biết không hả? Tất cả mọi thứ tôi có được là do tự tôi đánh đổi về đấy biết không? Cô cảm thấy mình như vậy là cao sang lắm hả? Không liên quan gì đến cao sang cả. Đây là công việc. Công việc thì phải có trách nhiệm nghiêm túc. Tôi đang đợi đợi